cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 1 năm 2024 do Bộ Tư pháp tổ chức đã có thông tin sơ bộ việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan. Tòa án đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng cho SCB. Vậy bản án này sẽ được thi hành án như thế nào? Theo đó, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi thường hàng trăm ngàn tỷ đồng cho SCB, số tài sản bị kê biên trong vụ án này là khổng lồ, lên tới hàng ngàn bất động sản, khối lượng công việc phải thi hành cũng rất lớn. Vậy cơ quan thi hành án có xây dựng kế hoạch gì cho việc thi hành án? Có khó khăn gì không? Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến một vụ khác về trái phiếu với hàng chục ngàn bị hại. Vậy Việc thi hành án dân sự trong vụ SCB có chờ bản án của vụ việc này để xử lý một cách tổng thể hay không? Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án nêu trên, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án, do đó Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Ông Lợi nhấn mạnh bản án mới tuyên là án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực thi hành án. Trường hợp phần án dân sự nêu tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ông Lợi thông tin, sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án. Vẫn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, Vụ án Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của đảng, nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng chủ động cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án nhằm sẵn sàng thi hành ngay khi bản án có hiệu lực. Đối với vụ án liên quan đến trái phiếu, ông Lợi cho hay khi có bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự cũng sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình, 85 bị cáo còn lại là mức án từ án treo đến trung thân. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Như đã đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung hình phạt còn khối tài sản của bị cáo này đang được xác minh nguồn gốc ở một vụ án khác. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết số tiền 35 tỷ đồng mà vợ chồng Trương Xuân Đức đưa cho ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá số tiền này nhằm lo lót, vụ lợi nên cần tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do vợ chồng Trương Xuân Đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này, vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đức một phần số tiền là 15 tỷ đồng. Về phán quyết trả lại 15 tỷ đồng trong vụ đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Việt Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức 15 tỷ đồng là một phần trong số tiền 35 tỷ đồng dùng để đưa cho ông Đỗ Hữu Ca là có căn cứ và đúng pháp luật được quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hối lộ. Cụ thể, khoản 7 quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Cạnh đó, khoản 6 điều 2 nghị quyết 03-2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn, chủ động khai báo trước khi bị phát giác là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện. Trong vụ án này, ngoài việc bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vợ chồng Trương Xuân Đức còn bị xét xử về tội đưa hối lộ tuy nhiên khác với hành vi mua bán trái phép hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi đưa hối lộ được vợ chồng trương xuân đức tự nguyện khai báo toàn bộ sự việc số tiền đưa hối lộ mà mình thực hiện trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện nên thuộc trường hợp người hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác do vậy hội đồng xét xử tuyên trả lại một phần số tiền dùng để đưa hối lộ là có căn cứ và đúng pháp luật Ngoài ra, việc hội đồng xét xử quyết định trả lại số tiền 15 tỷ đồng tạo điều kiện để vợ chồng Trương Xuân Đức nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước, số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ cũng như có thêm tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt tại tòa án cấp phúc thẩm nếu vợ chồng Trương Xuân Đức có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trương Xuân Đức bị tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 9 năm. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Các bị can gồm Lê Kim Vân, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang, Nguyễn Tấn Lộc, tránh văn phòng huyện ủy Nam Giang, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch liên đoàn lao động huyện Bắc Trà My, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Chí Phát và Nguyễn Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tin học viễn thông Vietcom về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu các đối tượng lê kim vân nguyễn tấn lộc nguyễn thanh tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận và nhận tiền của bị can nguyễn văn quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc trúng các gói thầu nêu trên hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra làm rõ Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Văn Mót, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu được biết, ông Lê Văn Mót sinh năm 1966 bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Phú Quốc vào đầu năm 2022. Vụ án này đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang điều tra mở rộng. Liên quan vụ án này, trước đó ngày 4 tháng 4, công an tỉnh Kiên Giang cũng bắt cựu trung tá Phạm Văn Huy, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông và trật tự thành phố Phú Quốc. Trước khi bị bắt, cựu trung tá bị cho ra khỏi ngành vì bị tố cáo có nhiều vụ việc liên quan đến tiền bạc và mua bán đất đai tại địa phương. Cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, Đại tá Lê Văn Mót từ vị trí trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được điều động về làm trưởng công an huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vị trí của đại tá Mót. Kết quả là sau hơn 5 năm, đại tá Mót giữ chức trưởng công an thành phố Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn. Riêng năm 2022 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án sát hại người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, chất cấm, gây dối trật tự công cộng. Đỉnh điểm là vụ hơn 70 giang hồ nổ súng làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Mót về lại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, giữ chức trưởng phòng và sau đó nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024. Theo cáo trạng, trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vào đầu năm 2022, bị can Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ, quậy phá, la hét và tự gây thương tích. Tuy nhiên, các bị cáo Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định mà tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong nhà tạm giữ đưa Bùi Văn Bích lên ghế thẩm vấn, khóa chân, khóa tay, để bị can này ngồi cố định trên ghế ngoài trời lạnh nhiều ngày liên tục. Hậu quả Bùi Văn Bích bị nhiễm khuẩn từ không khí, viêm phổi, viêm phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến thiệt mạng. Hành vi của hai bị cáo Hùng được xác định phạm vào tội dùng nhục hình, quy định tại khoản 4 điều 373 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, khi vào kiểm tra nhà tạm giữ đã có hành vi dùng tay tác động nhiều lần vào mặt đầu của Bùi Văn Bích, dù thấy bị can này đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xử phạt tổng cộng 22 năm 3 tháng tù đối với ba cựu công an huyện Vũ Thư vì tội dùng nhục hình. Theo đó, bị cáo Phạm Quang Hùng bị tuyên phạt 11 năm tù giam, bị cáo Trịnh Thanh Hùng 10 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Trọng Giáp bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Cả ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng. Sau phiên sơ thẩm, gia đình của hai trong ba bị cáo và gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo. Trong ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử ba cựu cán bộ công an công tác tại nhà tạm giữ, công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cùng phạm tội dùng nhục hình. Ba bị cáo gồm Phạm Quang Hùng, sinh năm 1968, cựu trung tá, phó trưởng nhà tạm giữ, đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trịnh Thanh Hùng, sinh năm 1979, cựu trung tá, phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Nguyễn Trọng Giáp, sinh năm 1986, cựu đại úy, cán bộ công tác tại nhà tạm giữ. Phiên tòa phúc thẩm cũng tiếp tục làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đi đến tuyên phạt ba bị cáo với tổng mức án là 17 năm 6 tháng tù giam và 1 năm 3 tháng tù treo. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng 9 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm. Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù, giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm và Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tại phiên phúc thẩm, sau phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhận định ba bị cáo bị xét xử là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, xét đề nghị xin giảm án của phía gia đình bị hại, bản thân ba bị cáo đã ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có nhiều thành tích và bằng khen. Gia đình các bị cáo cũng đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại. Phiên phúc thẩm, phía bị hại cũng đã nhận thêm 60 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình ba bị cáo do đó hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo giảm án cho ba cựu công an nói trên